Công tố viên đặc biệt khởi tố ông Trump từ chức sớm. Jack Smith, công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra và khởi tố ông Donald Trump, dự định hoàn thành báo cáo và từ chức trước khi tổng thống đắc cử quay lại nhà trắng. Thông tin về việc công tố viên đặc biệt Jack Smith có kế hoạch từ chức ngay sau khi hoàn tất hai vụ truy tố ông Donald Trump, được New York Times dẫn nguồn tin nội bộ cho biết. Cũng theo nguồn tin trên, các thành viên khác trong nhóm của ông Smith cũng sẽ từ chức trước khi tổng thống đắc cử quay lại nhà trắng vào tháng 1 năm 2025 những nguồn tin thân cận với ông Smith nói rằng công tố viên đặc biệt này không muốn bỏ lại phần công việc dở dang cho người khác tiếp nhận. Ông Smith cũng muốn từ chức trước khi Tổng thống đắc cử Trump có cơ hội thực hiện lời hứa là sẽ sa thải ông trong vòng 2 giây ngay khi nhậm chức. Kể từ khi đảm nhận vị trí công tố viên đặc biệt vào năm 2022, ông Smith đã hoạt động theo tôn chỉ là ngay cả một cựu Tổng thống quyền lực cũng không được phép đứng trên luật pháp, New York Times cho biết. Văn phòng của ông Smith vẫn đang lập kế hoạch về cách kết thúc các vụ án và có khả năng những tình huống không lường trước được. Như phán quyết của tòa án hoặc quyết định của các quan chức chính phủ khác có thể làm thay đổi mốc thời gian dự kiến của ông. Kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đánh dấu sự kết thúc của các vụ án liên bang chống lại ông Trump. Bởi lẽ chính sách của Bộ Tư pháp từ lâu đã cho rằng một tổng thống tại nhiệm sẽ không thể bị truy tố với tư cách tội phạm được. Hiện tại chưa rõ ông Smith có thể hoàn tất các vụ án vào thời điểm nào Do đó, việc kết quả điều tra được công bố trước hay sau khi chính quyền Joe Biden rời đi vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Một số quan chức cho biết ông Smith không có ý định trì hoãn lâu hơn mức cần thiết. Ông cũng đã nói với đội ngũ công tố viên chuyên nghiệp và các đặc vụ thuộc Cục điều tra Liên bang FBI trong nhóm của ông rằng họ có thể bắt đầu lên kế hoạch cho việc rời đi trong vài tuần tới, theo New York Times. Tỷ phú Mỹ Elon Musk tiết lộ cách hoạt động của bộ hiệu quả chính phủ tỷ phú Mỹ Elon Musk cam kết sẽ hoàn toàn minh bạch khi điều hành bộ hiệu quả chính phủ trong tương lai. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ Doji mới của Mỹ. Theo ông Musk, Doji sẽ hoàn toàn minh bạch và sẽ báo cáo mọi hoạt động của mình trên nền tảng trực tuyến. Mọi hoạt động của bộ hiệu quả chính phủ sẽ được đăng trực tuyến để minh bạch tối đa, bất cứ khi nào công chúng nghĩ rằng chúng tôi đang cắt giảm thứ gì đó quan trọng hoặc không cắt giảm thứ gì đó lãng phí hãy cho chúng tôi biết ông moose nói ngoài ra ông tuyên bố sẽ tạo ra một bảng xếp hạng nhằm liệt kê những khoản chi tiêu kém sáng suốt nhất từ tiền thuế của người dân doji dự kiến sẽ đưa ra những hướng dẫn và sẽ hợp tác với nhà trắng và các cơ quan ngân sách mỹ để thúc đẩy cải cách cơ cấu trên quy mô lớn và tạo ra một cách tiếp cận mang tính khởi nghiệp đối với chính phủ theo cách chưa từng thấy trước đây theo ông trump Hồi cuối tháng 10, ông Musk hứa sẽ tiết kiệm 2.000 tỷ đô la Mỹ cho người nộp thuế Mỹ nếu ông Trump thắng cử vào ngày 5 tháng 11. Khi đó, tỷ phú Mỹ cho rằng tiền thuế của người dân đang bị lãng phí và Doji sẽ giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ giúp chính phủ không còn làm phiền và lấy tiền của bạn nữa, khi ông Trump đề xuất thành lập đội tri, ông tuyên bố rằng đây sẽ là một lực lượng độc lập có nhiệm vụ tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu sức toàn diện của toàn bộ chính quyền liên bang và đưa ra các khuyến nghị cho những cải cách mạnh mẽ mà chúng ta cần. Ông Musk cam kết. Trước đó, ông Musk từng cảnh báo về tình trạng nợ của Mỹ, cho rằng quốc gia này có nguy cơ bị phá sản nếu không kiềm chế việc chi tiêu. Tỷ phú Elon Musk là người ủng hộ nổi bật nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm nay ông đã chi hơn 130 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban America PAC, khiến nhóm này trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực giành lại Nhà Trắng của Tổng thống Trump. Vài tuần cuối, trước khi cuộc bầu cử diễn ra, ông Musk cũng gây chú ý khi cùng America PAC trao thưởng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cử tri ở bàn chiến trường. Nga tố NATO đùa với lửa, cảnh báo hậu quả thảm khốc Quan chức Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu NATO mở đường cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nếu chính quyền Kiev được phép thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ coi đó tương tự với việc các quốc gia NATO tham gia vào cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga. Điều này sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Phản ứng trước việc sử dụng các hệ thống tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ của đất nước chúng tôi sẽ là điều không thể tránh khỏi và có hậu quả thảm khốc đối với họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố vào ngày 13 tháng 11. Nhà ngoại giao của Nga nhắc lại thông tin do truyền thông Anh đăng tải về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có ý định thuyết phục Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. London được cho là đang hy vọng Nhà Trắng cho phép điều này trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Theo bà Zakharova, các tài khoản mạng xã hội của Ukraine đưa tin chính quyền Kiev có kế hoạch biến các tên lửa nhận được từ phương Tây thành tên lửa của Ukraine, thay đổi nhãn mác để sử dụng những vũ khí này nhằm tấn công lãnh thổ Nga. Chúng tôi muốn nhắc nhở Washington, London, Paris và Bruxelles rằng họ đang đùa với lửa. Tất cả động thái trên một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine, loại bỏ mọi mối đe dọa phát sinh từ lãnh thổ của nước này, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Nga cảnh báo kịch bản Anh đưa quân tới Ukraine. Sau khi chuyển giao quyền lực, ông Johnson tiếp tục khiêu khích và kích động vì đó là hành vi duy nhất mà ông ấy có thể làm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chia sẻ với báo Investia vào ngày 12 tháng 11. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nếu Mỹ cắt giảm viện trợ và Ukraine bắt đầu thua cuộc, Anh có thể buộc phải triển khai quân tới khu vực. Ông cũng mô tả hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev là một khoản đầu tư hợp lý và một cách tốt để chi tiêu công. Ông lập luận rằng Anh sẽ phải trả nhiều tiền hơn vì an ninh tập thể khi an ninh khu vực bị đe dọa trong trường hợp Ukraine thất bại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết cựu Thủ tướng Johnson là một trong những tiếng nói hàng đầu trong cuộc chiến trừng phạt của phương Tây chống lại Nga và ông đã đích thân đến Ukraine để nói với chính quyền Kiev về việc không đàm phán với Nga. Nước Anh đã tham gia vào các hoạt động chống Nga trong nhiều năm nay, tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố, cung cấp dữ liệu cho chính quyền Kiev để chỉ đạo các cuộc tấn công, cử các sĩ quan tình báo đến phối hợp các hành động quân sự và khủng bố chống lại Nga, cung cấp vũ khí và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, bà Zakharova tuyên bố ông Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine vào đầu tháng 4 năm 2022 khi Moscow và Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và đã đạt được tiến triển đáng kể. Ngay sau đó, phía Ukraine đã rút khỏi các cuộc đàm phán. Nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine, David Agrakhamia, sau đó đã xác nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Ukraine đã rút khỏi các cuộc đàm phán sau khi ông Johnson thúc giục họ chỉ cần chiến đấu với Nga. Tuy nhiên, ông Johnson đã phủ nhận mọi vai trò trong việc làm trạch hướng tiến trình hòa bình, gọi những thông tin như vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Khi Pháp cân nhắc triển khai quân đội đến Ukraine vào mùa xuân, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow sẽ coi quân nhân từ các nước NATO là bên tham chiến và sẽ đáp trả tương xứng. Một số lãnh đạo phương Tây cũng từng cảnh báo các nước thành viên NATO có thể là mục tiêu tiếp theo nếu Nga giành chiến thắng tại Ukraine. Một quan chức của Đức dự đoán, xung đột giữa Nga và NATO có thể nổ ra sau từ 5 tới 7 năm nữa. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ điều này. Nga nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên nào của liên minh này. Đồng thời, Moscow cảnh báo, bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, NATO sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp. Moscow coi việc phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho các hoạt động tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, đồng nghĩa phương Tây tấn công trực tiếp Nga. Cảnh báo Ukraine sẽ sốc trước ý tưởng của ông Trump Tạp chí The Economist của Anh đưa tin, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thể đề xuất các cuộc đàm phán với Ukraine theo công thức Vance. Điều này đã gây lo ngại ở Kiev. The Economist dẫn các nguồn tin riêng cho biết, hiện có những lo ngại rằng đề xuất của ông Trump với Ukraine sẽ tương tự như những ý tưởng của ông J.D. Vance, phó tổng thống tương lai đưa ra. Với tư cách là tác giả của các ghi chú tài liệu, điều này sẽ loại bỏ cơ hội gia nhập NATO của Ukraine và cũng sẽ cho phép Nga duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ được giải phóng. Ông J.D. Vance cho biết vào cuối tháng 10 là ông không muốn xảy ra chiến tranh với Nga, và muốn đàm phán hòa bình về cuộc xung đột tại Ukraine với sự tham gia của Moscow. Trước đó ông Vance cũng tuyên bố không ai tin rằng Kiev có thể quay trở lại đường biên giới năm 1991 với Nga, đồng thời gọi những kế hoạch này là vô lý. Bản thân ông Trump trong cuộc tranh luận với đối thủ Đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Kamala Harris trên ABC News, khi được người điều hành hỏi liệu ông có muốn Ukraine thắng hay không, ông đã nói rằng ông chỉ đơn giản là muốn chấm dứt xung đột. Mật vụ Mỹ điều robot 75.000 đô la Mỹ bảo vệ an ninh cho ông Trump. Truyền thông nhận ra chú chó robot xuất hiện ở tư dinh của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cùng một mật vụ Mỹ bảo vệ an toàn cho ông. Spot, chú chó robot bốn chân do Boston Dynamics, một công ty con của Hyundai Motor Group phát triển, được cho là đã gia nhập đội an ninh của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Chú chó trị giá 75.000 đô la Mỹ, có gắn thẻ cảnh báo không được vuốt về đã được nhìn thấy đang tuần tra trong khuôn viên dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida. Truyền thông Mỹ cho biết chú chó điều khiển từ xa này đang làm việc cho cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Chúng tôi không có thông tin chi tiết cụ thể về các giao dịch của Boston Dynamics, nhưng có vẻ như mật vụ Mỹ đã thực hiện giao dịch mua sắm này. Một viên chức từ trụ sở chính của Hyundai tại Seoul cho biết. Được trang bị camera, micro và cảm biến, Spot có khả năng thực hiện các nhiệm vụ giám sát và có thể được triển khai trong các môi trường nguy hiểm như các địa điểm độc hại và thậm chí là các hoạt động quân sự. Boston Dynamics chủ yếu bán sport cho các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức chính phủ. Chú chó robot có thể được cho thuê trong các dự án cụ thể như trường hợp của Sở Cảnh sát New York, được cảnh sát đặt tên là DigiDogs. Những con chó robot này đã phản ứng với các vụ đột nhập nhà và những tình huống bắt giữ con tin cho tới khi hợp đồng cho thuê bị chấm dứt. Sau đó, New York đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng các công nghệ cao để bảo vệ an ninh và đã mua thêm hai chó Digidog nữa vào năm 2023. Nga đánh úp vào địa điểm tập kết của quân Ukraine chuẩn bị tấn công xuyên biên giới. Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga được cho là đã đánh trúng một địa điểm tại vùng Sumy của Ukraine, nơi quân đội Kiev tập trung để chuẩn bị triển khai tới vùng Cớt của Nga. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Cớt vào tháng 8, dường như ưu tiên hoạt động này hơn là phòng thủ tại các khu vực khác của tiền tuyến. Các đơn vị được trang bị tốt hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn đã được lựa chọn cho nhiệm vụ này và họ được luân chuyển và nghỉ ngơi thường xuyên hơn so với quân đội Ukraine ở những nơi khác. Tờ báo của Tây Ban Nha El Pe đưa tin trong tuần này. Cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander đã đánh trúng lực lượng tăng viện dự kiến sẽ tham gia cùng một số lữ đoàn Ukraine tại vùng Kurs. Vladimir Rogov, người đứng đầu một cơ quan của Nga về việc hợp nhất các vùng trước đây của Ukraine, đã nói với hãng tin Tria Novosti ngày 13 tháng 11. Ông cho biết thêm, hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công trong khi nhiều thiết bị quân sự đã bị hư hại. Một video được chia sẻ bởi RT từ một nguồn tin giấu tên cho thấy khoảnh khắc cuộc tấn công được quay từ một máy bay không người lái trinh sát. Nguồn tin ước tính thương vong của Ukraine lên tới 60 người. Cuộc tấn công được cho là diễn ra một ngày trước đó. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố hoạt động này ngăn chặn 50.000 quân Nga được đưa đến các khu vực khác của mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga ước tính, tính tới ngày 12 tháng 11, lực lượng Ukraine đã mất hơn 31.700 quân. 200 xe tăng và hàng trăm vũ khí hạng nặng khác khi cố gắng giữ vững vị trí tại khu vực cớt. Ngày đầu của ông Trump trục xuất xây tường biên giới, hủy bỏ các chương trình nhân đạo. Ông Donald Trump dự kiến thực hiện một loạt hành động hành pháp ngay trong ngày đầu nhậm chức Tổng thống Mỹ, bao gồm trục xuất số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp, xây tường biên giới và hủy bỏ các chương trình nhập cảnh nhân đạo của ông Joe Biden theo ba nguồn tin thân cận các hoạt động hành pháp đầu tiên của ông trump sẽ là khởi động chương trình nghị sự về nhập cư trong đó có lệnh bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào mỹ cam kết trục xuất số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp vào mỹ ông có ý định hủy bỏ hướng dẫn của chính quyền tổng thống biden về việc ưu tiên trục xuất những người nhập cư có tiền án nghiêm trọng và hạn chế trục xuất đối với những người nhập cư không phải phạm tội các hoạt động hành pháp này sẽ trao quyền nhiều hơn cho các viên chức quản lý di trú liên bang trong việc bắt giữ những người nhập cư không có tiền án đồng thời tăng cường quân đội đến biên giới mỹ mexico và khởi động lại việc xây dựng bức tường biên giới Ông Trump cũng dự kiến chấm dứt các chương trình nhân đạo của tổng thống Joe Biden, vốn cho phép hàng trăm nghìn người di cư nhập cảnh hợp pháp trong những năm gần đây, cũng như có thể khuyến khích những người nhập cư hết hạn cư trú tự nguyện rời đi. Các nguồn tin cho biết, những người có tình trạng ân xá đã hết hạn ở Mỹ và tự nguyện rời đi có thể được phép nộp đơn xin nhập cảnh hợp pháp mà không bị phạt. Ông Trump cũng dự kiến đàm phán với Mexico về việc khôi phục chương trình ở lại Mexico. Chương trình yêu cầu những người sinh thị nạn không phải người Mexico phải ở lại Mexico trong khi chờ quyết định về trường hợp của họ tại Mỹ. Viên chức Mark Moran, phụ trách vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cho biết tất cả những điều này đều phải được đưa ra thảo luận. Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ ICE, ước tính có khoảng 1,4 triệu người nhập cư vào Mỹ đã nhận được lệnh trục xuất. Đây sẽ là trọng tâm của chính quyền Tổng thống Trump sắp tới. Bộ An ninh Nội địa Mỹ ước tính có 11 triệu người nhập cư không có tư cách pháp lý vào năm 2022. Hiện con số này có thể đã tăng. Một số thành phố tiếp nhận người di cư bao gồm New York, Chicago và Denver đã phải vật lộn để cung cấp nhà ở và hỗ trợ cho họ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Ông Trump đã đặt trọng tâm và tuyên bố rằng tình trạng nhập cư bất hợp pháp dưới thời chính quyền tổng thống Biden ở mức cao. Ông Trump muốn hạn chế tối đa tình trạng vượt biên trái phép và áp dụng biện pháp toàn chính phủ để bắt giữ, giam giữ và trục xuất số lượng lớn người nhập cư chương trình nghị sự quyết liệt của ông Trump có thể sẽ gặp phải những thách thức pháp lý từ các tiểu bang quản lý bởi đảng Dân Chủ, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ và những người ủng hộ nhập cư. Phòng thủ của Ukraine sụp đổ ở Donbass Các quan chức Ukraine thừa nhận rằng lực lượng Nga đang tiến vào Donbass nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi xung đột leo thang. Và Kiev cho biết hệ thống phòng thủ của họ đang sụp đổ do thiếu hụt nhân lực, The Financial Times đưa tin. Theo Financial Times ngày 13 tháng 11, các quan chức quân sự Ukraine cũng như các chuyên gia quốc tế dự đoán cuộc xung đột sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong những tháng tới, vì cả hai bên đều đang tranh giành lợi thế về lãnh thổ trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Bài báo cho rằng một trận chiến then chốt cũng đang diễn ra ở vùng Kursk của Nga một số khu vực mà Ukraine đã tấn công vào tháng 8, triển khai một số đơn vị được trang bị tốt nhất của mình. Theo Moscow, lực lượng Ukraine cuối cùng đã bị quân đội Nga ngăn, ngăn chặn và hiện đang bị đánh trả. Trong khi Kiev đang tập trung nguồn lực để tăng cường cuộc tấn công vào khu vực Kursk, thì hệ thống phòng thủ của nước này ở Donbass đang sụp đổ do thiếu hụt nhân lực và đạn dược, hãng tin này lưu ý. Các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía đông trong những tháng gần đây, nơi quân đội Ukraine không thể giữ vững phòng tuyến. Nhà phân tích quân sự Stefan Grady, đồng thời là thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London, người gần đây đã đến thăm Ukraine, nói với FT rằng độ tuổi trung bình ở nhiều lữ đoàn đã trên 40 và dường như không có đủ quân tiếp viện đến tiền tuyến. Tờ báo cho biết lực lượng của Moscow hiện đang tiến quân với tốc độ nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Họ đã đạt được những bước tiến lớn ở Donbass trong vài tuần qua, chiếm được một số lượng lớn các ngôi làng và khu định cư quan trọng, chẳng hạn như thị trấn khai thác mỏ được bảo vệ nghiêm ngặt Uleda, theo Bộ Quốc phòng Nga. Một chỉ quy của một đơn vị pháo binh đã nói với FT tuần này rằng quân đội Ukraine đang phải đối mặt với sự phản công dữ dội ở khu vực Donetsk khi lực lượng Nga đang tấn công từ ba phía. Vị chỉ quy này cho biết quân đội của ông sẵn sàng rút lui, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được lệnh từ cấp trên. Để bù đắp cho sự thiếu hụt binh lính, Kiev đang gửi phi công, kỹ sư, bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật của không quân đến tiền tuyến. Vì nhân lực, đặc biệt là bộ binh, vẫn là thách thức lớn nhất của Ukraine. Hãng tin này dẫn lời các chỉ huy và nhà phân tích. Theo báo cáo, hơn một triệu người Ukraine đã bị bắt đi nghĩa vụ quân sự kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và dự kiến sẽ có thêm 160.000 người nữa được huy động trong 3 tháng tới. Nga đã nhiều lần cáo buộc chính phủ Ukraine khi sinh công dân của mình để phục vụ lợi ích của những người ủng hộ phương Tây. Đồng thể mô tả cuộc xung đột này là cuộc chiến tranh quỷ nhiệm do Mỹ khởi xướng chống lại Nga mà Washington có ý định tiến hành cho đến người Ukraine cuối cùng. Nước Mỹ sững sờ trước quyết định chọn bộ trưởng quốc phòng của ông Trump. Nhiều người đang gây bất ngờ và có ý kiến trái chiều về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn MC Fox News Pete Hesses làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khiến rất nhiều người bật ngửa khi tuyên bố chọn nhà bình luận bảo thủ và người dẫn chương trình Pete Hesses làm Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đó, họ mong đợi ứng viên được đề cử đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ là một nhà lập pháp dày dặn kinh nghiệm hoặc một người chuyên về chính sách quốc phòng, theo Politico. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những bất ngờ từ ông Trump, sau kinh nghiệm từ nhiệm kỳ đầu tiên, các quan chức an ninh quốc gia và nhà phân tích quốc phòng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước quyết định này. Ông Trump coi trọng lòng trung thành nhất, có vẻ một trong những tiêu chí chính để đánh giá nhân sự là họ bảo vệ ông ấy tốt đến mức nào. Khi lên truyền hình, ông Eric Adelman, cựu quan chức trong chính quyền cựu tổng thống George W Bush nhận định, có những người nhận xét thẳng thắn hơn, anh chàng này là ai thế? một nhà vận động hành lang trong ngành quốc phòng giấu tên đặt câu hỏi, đồng thời bày tỏ họ đã kỳ vọng vào một người thực sự có nền tảng sâu rộng về quốc phòng. Một người khác có quan điểm tương tự khi xét tới tình hình quốc tế hiện tại. Quả là lựa chọn gây bất ngờ, sốc là cách nói giảm nói tránh khi nhắc tới câu chuyện này. Đây là lý do Thượng viện cần xem xét kỹ lưỡng các đề cử để đảm bảo bổ nhiệm đúng người thực sự đủ điều kiện, ông Mark Beman, cựu quan chức dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nhận định. Quyết định của tổng thống đắc cử ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ lãnh đạo các nhóm cựu chiến binh. Trước đó, họ cũng không đồng tình với việc ông Hess được đề cử làm người đứng đầu Bộ Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Hess chắc chắn là ứng viên có trình độ kém nhất cho chức Bộ trưởng Quốc phòng trong lịch sử Mỹ và là người công khai quan điểm chính trị mạnh mẽ nhất. Nước Mỹ hãy chuẩn bị tinh thần, ông Paul Rico, người sáng lập Independent Veteran of American, viết trên X hôm 12 tháng 11 ông rico từng cho rằng ông Hisses, một chiến binh truyền thông văn hóa chính trị cực kỳ hiệu quả và mạnh mẽ cho phong trào maga make american great again tạm dịch làm nước mỹ vĩ đại trở lại rất trung thành và được ông trump tin tưởng sẽ được chọn làm tránh văn phòng nhà trắng hoặc thư kỳ báo chí các nhà lập pháp tại quốc hội mỹ cũng tranh cãi trước thông tin này thượng nghị sĩ myrau thành viên cấp cao của ủy ban quân vụ thượng viện mỹ chia sẻ tôi không muốn tỏ ra tiêu cực bởi tôi sẽ xem xét lý lịch và cách tiếp cận của ông ấy trong vấn đề này cho đến nay ông trump đã làm rất tốt trong việc lựa chọn nhân sự tìm ra những người phù hợp với tiêu chuẩn của ông ấy nhưng tôi rất ngạc nhiên khi họ đưa ông hess vào vị trí này ngược lại một thượng nghị sĩ khác tin tưởng ông hess sẽ vượt qua được quy trình xác nhận của thượng viện hạ nghị sĩ mike người được ông trump lựa chọn làm cố vấn an ninh quốc gia cũng dành lời khen lầu năm góc đang cần cải cách và họ đang có một nhà lãnh đạo đủ bản lĩnh để thực hiện điều đó trong khi đó, chính trị gia Adam Smith thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ bày tỏ lo ngại ông Hess không có kinh nghiệm lãnh đạo bộ máy phức tạp của Lầu Năm Góc. Thú thật khoảng 20 phút trước, tôi còn không biết ông ấy là ai, ông nói. Ông ấy chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm về chính sách của Bộ Quốc phòng. Ông Smith cũng e ngại về một người đứng đầu Lầu Năm Góc không có mối quan hệ rộng rãi với các đồng minh trong bối cảnh Mỹ có rất nhiều vấn đề ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Giữa những đồn đoán ông Trump sử dụng quyền lực để thanh lọc lầu năm góc, quyết định bổ nhiệm này phần nào cho thấy tổng thống đắc cử có thể sẽ nhắm mục tiêu vào tướng lĩnh và quan chức cấp cao. Trước hết, phải sa thải chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng CQ Brown. Ông Hess từng chia sẻ khi nhắc tới cải tổ quân đội, mọi vị tướng, đô đốc bất cứ ai có quan điểm thức tỉnh, đa dạng, công bằng và hòa nhập đều phải ra đi trước đó ông hess kêu gọi thay đổi cơ quan các ưu tiên của quân đội mỹ đồng thời cảnh báo việc tập trung vào tính đa dạng và hòa nhập làm suy yếu khả năng phòng thủ của mỹ ông trump đề cử người dẫn chương trình fortuine làm bộ trưởng quốc phòng mỹ tổng thống đắc cử mỹ donald trump đã đề cử người dẫn chương trình của fortuine peter hesset làm người được đề cử cho vị trí bộ trưởng quốc phòng tiếp theo tôi rất vinh dự khi thông báo rằng Tôi đã đề cử Peter Hesgel vào nội các của tôi với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump cho biết trong một tuyên bố được Fox News đưa tin vào ngày 12 tháng 11, Peter đã dành cả cuộc đời mình như một chiến binh cho quân đội và cho đất nước. Peter cứng rắn, thông minh và thật sự tin tưởng vào nước Mỹ trên hết, ông Trump nói. Ông Hesgel tốt nghiệp Harvard và Princeton. Ông phục vụ trong quân đội Mỹ, bao gồm cả ở vịnh Guantanamo, Iraq và Afghanistan. Ông cũng từng là người dẫn chương trình trên kênh Fox News thân đảng Cộng Hòa. Thẩm phán New York hoãn ra phán quyết về vụ án chi tiền mua chuột của ông Trump. Theo tài liệu được công bố vào ngày 12 tháng 11, thẩm phán New York John Merchant đã hoãn ra phán quyết về việc liệu có hủy bỏ vụ án hình sự ông Donald Trump chi tiền mua chuột ngôi sao phim kiêu dâm dựa trên quyền miễn trừ truy tố của Tổng thống hay không. Động thái trên diễn ra sau khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm ngày 5 tháng 11. Thẩm phán Mergen ban đầu dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 12 tháng 11 về việc liệu có hủy bỏ kết tội ông Trump hay không, sau khi tòa án tối cao Mỹ vào tháng 7 khẳng định tổng thống được miễn trừ truy tố. Thay vào đó, thẩm phán Merchant đã gia hạn cho văn phòng trưởng lý quận Manhattan, Alvin Brad, đến ngày 19 tháng 11 để xem xét cách tiếp cận vụ án trong bối cảnh ông Trump sẽ nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 2025. Điều này cho thấy thời điểm ông Trump bị tuyên án cũng sẽ bị lùi lại, thay vì vào ngày 26 tháng 11 như kế hoạch. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án tối cao Bahatan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim kiêu dâm Stormy Daniel trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với phán quyết này, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị kết tội hình sự ông Trump đã không nhận bất cứ tội danh nào, đồng thời có kế hoạch kháng cáo sau khi bị tuyên án. Ngoài vụ việc trên, cựu Tổng thống Trump đang đối mặt với cáo buộc hình sự trong ba vụ việc khác, gồm cáo buộc âm mưu đã ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020, dẫn đến bạo loạn đội Capitol năm 2021, can thiệp bầu cử bằng Georgia và cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Ông Trump cũng đã bác bỏ những cáo buộc này. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể nối lại đối thoại với Triều Tiên. Tại buổi tọa đàm của các chuyên gia về quan hệ hàng Mỹ tổ chức ở New York, Mỹ, ngày 12 tháng 11, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen B. nhận định có khả năng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nối lại đối thoại với Triều Tiên. Theo ông Biegen, vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã có nhiều sự thay đổi lớn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nên phương án đối phó cũng khác đi và vấn đề này sẽ sớm trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Cựu thứ trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên thay vì chuyển sang kiểm soát vũ khí với nước này. Ông Biegen từng giữ chức đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất diễn ra tại Singapore vào năm 2019. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã hai lần hội đàm thượng đỉnh với chủ tịch Kim Jong Un trong đó, cuộc hội đàm lần hai diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2019 đã không thành công do ông Trump từ chối đề xuất của nhà lãnh đạo Triều Tiên về việc phá dỡ cơ sở hạt nhân jong để đổi lấy việc được Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Nghị sĩ Ukraine tiết lộ Mỹ đã bỏ rơi Ukraine. Nghị sĩ Ukraine Maxim Buhansky cho biết Mỹ đã không thực hiện lời hứa cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khiến lực lượng vũ trang Ukraine gần như không có vũ khí. Nói cách khác, Mỹ đã bỏ rơi Ukraine một cách tàn nhẫn, khiến lực lượng vũ trang Ukraine chỉ có một nửa vũ khí vào thời điểm tuyệt vọng nhất của cuộc chiến. Một nửa là những gì đã hứa, những tính toán và kế hoạch quân sự của chúng tôi là gì, làm thế nào để giải thích khi họ hứa và không thực hiện, ông Buharsky viết trên kênh Telegram của mình. Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Ukraine, USPP Anatoly Kinak ngày 11 tháng 11 cũng cho biết, Kiev nên chuẩn bị cho việc cắt giảm đáng kể hỗ trợ tài chính từ Washington sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump trở thành chính trị gia Mỹ đầu tiên kể từ thế kỷ 19 trở lại Nhà Trắng sau 4 năm gián đoạn. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris đã phát biểu trước những người ủng hộ và cho biết bà chấp nhận thất bại. Còn Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã nói chuyện với ông Trump và chúc mừng ông. Cử tri đoàn của các bang phải bỏ phiếu chọn ứng viên theo ý muốn của cử tri vào ngày 17 tháng 12 và ngày 6 tháng 1, Quốc hội mới sẽ thông qua kết quả bỏ phiếu lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47 của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1. Tổng thống đắc cử Trump sẽ tung phao cứu sinh cho TikTok tại Mỹ. Nhiều chuyên gia nhận định, ứng dụng mạng xã hội video TikTok có thể thoát khỏi nguy cơ bị cấm vào đầu năm tới sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống. Hồi tháng 7, ông Trump khi đó vẫn là ứng viên đảng Cộng Hòa, cho biết ông không muốn TikTok bị cấm, kể cả khi công ty mẹ Biden không thoái vốn tại Mỹ. Ông Trump cho biết ông ủng hộ TikTok vì ông muốn các mạng xã hội như Facebook, Instagram ở Mỹ có sự cạnh tranh. Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật yêu cầu TikTok bán tài sản ở Mỹ trước ngày 19 tháng 1 năm 2025 hoặc sẽ bị cấm hoàn toàn tại quốc gia này trên mạng xã hội của riêng mình, True Social, ông Trump từng tuyên bố rằng cử tri nào muốn bảo vệ TikTok thì hãy bầu cho ông. The New York Times chiến thắng của ông Trump đã khiến TikTok hy vọng rằng ông ấy sẽ là phao cứu sinh cho mạng xã hội này. Trước đó, các nguồn tin cho hay TikTok thả đóng cửa còn hơn tự bán mình. TikTok cũng đã nộp đơn kiện chính phủ Mỹ để đào ngược luật do ông Biden ký, cho rằng điều này sẽ tước đi quyền tự do ngôn luận được quy định trong hiến pháp Mỹ. Sau khi thắng cử, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết ông sẽ giữ lời hứa được khi đưa ra bầu cử, bao gồm cả vấn đề liên quan đến TikTok, dù chi tiết của động thái này vẫn chưa rõ. Người dân Mỹ đã bầu cho ông Trump với số phiếu áp đảo, trao cho ông nhiệm vụ thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Ông ấy sẽ giữ lời hứa, bà Caroline Lavitt, phát ngôn viên nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết. Sự ủng hộ của ông Trump dành cho TikTok là bước đi đảo ngược so với năm 2020 khi ông cố gắng chặn ứng dụng này tại Mỹ và buộc TikTok phải bán cổ phần cho các công ty Mỹ vì nó thuộc quyền sở hữu của Biden, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Luật do ông Biden ký quy định hạn chót để công ty mẹ của TikTok thoái vốn ở Mỹ là 19 tháng 1 năm sau, đúng một ngày trước khi ông Trump nhậm chức. Ông Trump đã công khai thay đổi lập trường về TikTok vào tháng 3, và thời điểm đó, ông ấy đã gặp tỷ phú Jay Yass, nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa, người sở hữu một lượng cổ phần lớn trong Biden. Ông Yass là một trong những người ủng hộ lớn nhất của nhóm vận động hành lang Club for Crow, bên đã thuê bà Kejani Conway, cựu cố vấn cấp cao của ông Trump, để vận động hành lang cho TikTok tại Washington. TikTok cũng đã tìm cách tiếp cận Đảng Cộng Hòa và chiến dịch tranh cử của ông Trump thông qua ông Tony Sayer, cựu quan chức Bộ Tài chính trong chính quyền của ông Trump, theo New York Times. Ông Saye được cho là nhân tố cốt lõi tác động tới việc ông Trump quyết định tham gia TikTok vào mùa hè năm nay. Trên mạng xã hội này, ông Trump chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ, tới nay có 14,4 triệu người theo dõi. Nhiều thành viên trong gia đình ông cũng tham gia mạng xã hội này. Ngoài ra, TikTok cũng tiếp cận cả phía Đảng Dân chủ, một số nguồn tin cho biết các cựu chiến lược gia của Đảng Dân chủ cũng từng làm việc cho công ty, bao gồm ông David Plouffe, người đã tham gia chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, và sức mạnh của chiến dịch tranh cử của bà Harris trên TikTok, nơi bà đã thu hút được hơn 9 triệu người theo dõi đã được ghi nhận. Tương lai chưa rõ ràng, giờ đây khi ông Trump sắp nhận chức trong vài tháng tới, số phận của TikTok lại trở thành chủ đề được quan tâm dù nhiều chuyên gia chưa hiểu rõ liệu ông ấy sẽ làm gì để ngăn TikTok không bị cấm ở Mỹ. Hạn chót đang sắp tới gần và trước ngày ông Trump nhậm chức, trong khi một số nhân vật được ông Trump đề cử vào vị trí cấp cao có quan điểm khá cứng rắn với Trung Quốc. Chuyên gia Lan Thang từ công ty nghiên cứu Capstone cho rằng, dù ông Trump lên nắm quyền có thể tạo ra thuận lợi cho TikTok vì ông ủng hộ mạng xã hội này, thì TikTok vẫn phải thay thế về cấu trúc để có thể tiếp tục hoạt động ở Mỹ. Ông Alan Rosenstein, phó giáo sư tại trường luật Đại học Minnesota, nhận định ông Trump có thể yêu cầu bộ tư pháp tạm thời chưa thực thi luật, nhưng điều này sẽ đặt các công ty công nghệ như Apple và Google vào thế khó vì luật sẽ cấm các doanh nghiệp này phân phối ứng dụng TikTok tới người dùng thông qua các cửa hàng công nghệ. Các chuyên gia nhận định TikTok sẽ cần có một đạo luật của Quốc hội Mỹ để bãi bỏ luật đã được ông Biden ký vào tháng 4. Tuy nhiên, ông Rosenstein nhận định kịch bản này khó xảy ra. Điều mà ông Trump có thể can thiệp nhiều nhất sẽ liên quan đến phần luật trao cho, cho tổng thống thẩm quyền xác định liệu Biden đã hành động đầy đủ để TikTok không còn liên quan đến Trung Quốc hay chưa. Biden có thể thực hiện một số thay đổi để Mỹ xem xét liệu yêu cầu đó đã được đáp ứng hay chưa theo ông Rosenstein. Theo luật, ông Trump cũng có gia hạn thêm 3 tháng nếu chính quyền của ông tin rằng quá trình này có bước tiến đáng kể. Ông Jacob Helbe, cố vấn cấp cao của công ty phần mềm AI Palantir Technology, tin tưởng rằng ông Trump sẽ tìm ra cách giải quyết những lo ngại xung quanh quyền sở hữu TikTok của Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ. Tổng thống Trump sẽ mang đến một cách tiếp cận mới với việc này, ông Helbe cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông Trump là một người có tư duy sáng tạo. Triều Tiên im lặng trước chiến thắng của ông Trump Bình Nhưỡng vẫn im lặng về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử mặc dù sự kiện này có thể tác động đến tình hình bán đảo Triều Tiên. Tính đến sáng nay, ngày 13 tháng 11, không có kênh truyền thông nhà nước nào của Triều Tiên đăng bất kỳ bài viết, bình luận hoặc chương trình phát sóng nào về chiến thắng của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tại Mỹ. Trước đây, Triều Tiên cũng từng giữ im lặng về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, khi ông Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2016, phải 10 ngày sau đó, Bình Nhưỡng mới đề cập đến chiến thắng của ông trong một bài báo do cơ quan ngôn luận của nhà nước Triều Tiên đăng tải với nội dung chỉ trích Hàn Quốc. Khi Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, Triều Tiên cũng giữ im lặng trong hơn 2 tháng trước khi lần đầu tiên đưa tin về chiến thắng này trên một kênh tuyên truyền. Sau khi ông Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức, động thái của Triều Tiên với chiến thắng của Tổng thống Barack Obama cũng tương tự như vậy. Sự im lặng của Triều Tiên đặt ra câu hỏi về lý do Bình Nhưỡng lại chọn cách tiếp cận này và khi nào hoặc bằng cách nào họ có thể bày tỏ quan điểm của mình về chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump các chuyên gia cho biết bình nhưỡng có thể đang cân nhắc thời điểm thích hợp để bình luận vì chính quyền trump mới chỉ bắt đầu công bố nhân sự và các vị trí phụ trách chính sách đối ngoại quan trọng bao gồm nghị sĩ mike war làm cố vấn an ninh quốc gia và nghị sĩ marco rubio làm ngoại trưởng cả ông war và ông rubio đều được biết đến là có lập trường cường rắn đối với triều tiên ông rubio từng chỉ trích triều tiên vì sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa có thể tấn công lục địa mỹ Ông cho rằng Washington nên làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn Triều Tiên có được các vũ khí như vậy. Trong khi đó, ông Wu đã kêu gọi mạnh mẽ áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các công ty năng lượng của Trung Quốc và Nga vì nghi ngờ hỗ trợ Triều Tiên. Vì nhóm chính sách đối ngoại mới của chính quyền Trump vẫn chưa chính thức nhậm chức nên Triều Tiên có thể sẽ đợi cho đến khi chính sách của ông Trump về Triều Tiên được định hình trong nhiệm kỳ thứ hai và cho đến khi ông đưa ra tuyên bố ban đầu về Triều Tiên, sau đó Bình Nhưỡng sẽ đưa ra phản ứng của riêng mình một số chuyên gia cho biết, thông điệp đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi cho tổng thống Đắc cử Trump có thể sẽ mang giọng điệu cứng rắn hơn là thân thiện. Trong bối cảnh các hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo không đạt được kết quả vào năm 2018 và năm 2019, đồng thời phương Tây lo ngại về hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Triều Tiên và Nga. Triều Tiên và Nga gần đây đã phê chuẩn một hiệp ước phòng thủ mới mà ông Kim Jong Un và tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký vào tháng 6. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sớm chính thức tuyên bố triển khai quân đội tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã có những lời qua tiếng lại làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Sau đó, ông Trump đã cảnh báo về lửa và thịnh nộ đối với Triều Tiên, thậm chí cả hai đều tuyên bố có nút bấm hạt nhân trên bàn làm việc của mình. Nhưng khi làn sóng ngoại giao diễn ra sau đó, ông Trump và ông Kim đã gặp nhau ba lần. Mặc dù các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đã sụp đổ mà không có thỏa thuận nào đạt được vào đầu năm 2019. Tỷ phú Elon Musk được ông Trump chọn vào nội các Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng các doanh nhân Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ mới trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Nhà Trắng. Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 12 tháng 11 tuyên bố rằng tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ mới trong chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của ông. Cùng nhau, hai người Mỹ tuyệt vời này sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang, ông Trump cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố trích lời tỷ phú Musk nói rằng Điều này sẽ gây chấn động toàn hệ thống và bất kỳ ai liên quan đến lãng phí của chính phủ, tức là rất nhiều người. Tên của cơ quan mới giống như mã Dogecoin, Doge, một loại tiền kỹ thuật số mà tỷ phú Musk là người ủng hộ. Ông Trump cho biết trong tuyên bố rằng công việc của bộ này sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Một chính phủ nhỏ hơn, hiệu quả hơn và ít quan liêu hơn sẽ là món quà hoàn hảo cho nước Mỹ vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Tôi tin rằng họ sẽ thành công, ông Trump nói thêm. Tỷ phú Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới và là chủ sở hữu của SpaceX, Tesla và X, đã ủng hộ ông Trump ngay sau vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Trump hồi tháng 7 và tích cực vận động cho ông trong những tháng cuối trước ngày bầu cử năm tháng 11. Trong khi đó là người sáng lập công ty dược phẩm Raven doanh nhân Ramaswamy đã tìm kiếm sự đề cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc và ủng hộ ông Trump vai trò của tỷ phú elon musk trong chính quyền tương lai của ông trump Tỷ phú Elon Musk được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tin tưởng chọn vào vị trí lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ, một cơ quan mới hoàn toàn sẽ hỗ trợ chính quyền sắp tới của ông. Dự đúng lời hứa trong chiến dịch tranh cử, trong tuyên bố ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ lập ra Bộ Hiệu quả Chính phủ Doji, cơ quan này sẽ do nhà sáng lập Tesla, SpaceX Elon Musk và cựu ứng viên Tổng thống Cộng hòa fever Ramagami đứng đầu, hai người này đều là những doanh nhân giàu có. Ông Trump không nêu cụ thể cơ chế hoạt động của Doji, chỉ nói rằng cơ quan này sẽ cung cấp lời khuyên và hướng dẫn từ bên ngoài chính phủ, ám chỉ ông Musk sẽ không đảm nhận vai trò chính thức với tư cách là một quan chức liên bang. Tổng thống đắc cử giải thích, ông Musk và ông Ramagami sẽ giúp chính quyền của ông giải quyết tình trạng quan liêu của chính phủ bằng cách cắt giảm các quy định không cần thiết, giảm chi tiêu lãng phí và tái cơ cấu các cơ quan liên bang. Theo ông, điều này rất quan trọng đối với chính sách nước Mỹ trên hết. Tôi mong đợi ông Ellen và Weaver thực hiện những thay đổi đối với bộ máy quan liêu liên bang hướng tới tính hiệu quả, đồng thời mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người Mỹ. Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải loại bỏ sự lãng phí và dân lận lớn tồn tại trong khoản chi tiêu chính phủ hàng năm trị giá 6.500 tỷ USD, ông Trump nói. Ông bình luận thêm, họ sẽ làm việc cùng nhau để giải phóng nền kinh tế của chúng ta và khiến chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Công việc của họ sẽ kết thúc trước ngày 4 tháng 7 năm 2026 một chính phủ tinh trình, ít quan liêu hơn sẽ là món quà hoàn hảo cho nước Mỹ nhân kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập. Tôi tin chắc họ sẽ thành công. Ngay sau thông báo của Tổng thống đắc cử Trump, tỷ phú Elon Musk khẳng định trên X, mọi hành động của Doji sẽ được đăng trực tuyến để đạt được sự minh bạch tối đa. Bất kỳ khi nào công chúng cho rằng chúng tôi đang cắt giảm thứ gì đó quan trọng hoặc không cắt giảm thứ gì đó lãng phí, hãy cho chúng tôi biết. Ông nói thêm, một bảng xếp hạng sẽ được tạo ra cho những khoản chi tiêu thuế. Doji và cam kết cắt giảm hơn 2.000 tỷ USD. Các chính trị gia Đảng Cộng Hòa từ lâu đã hình dung ra những cải cách như vậy và Doji được lập ra với mục tiêu đó. Doji sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhà Trắng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách để thực hiện các cải cách cơ cấu quy mô lớn và mang lại tinh thần kinh doanh cho các hoạt động của chính phủ. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 với ông Trump, tỷ phú Elon Musk cam kết sẽ giúp chính phủ cắt giảm mạnh các chi tiêu lãng phí không có lợi cho người Mỹ và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể được sử dụng để xác nhận phần cắt giảm. Ông còn hứa sẽ cung cấp gói hỗ trợ thôi việc cho nhân viên chính phủ bị sa thải, đồng thời đề xuất một hệ thống đánh giá và cảnh cáo sa thải đối với nhân viên làm việc không hiệu quả. Trong các cuộc thảo luận công khai về vai trò tiềm năng trong chính phủ của ông Musk, ông Trump đã ca ngợi CEO Tesla vì sự dứt khoát của ông với việc sa thải. Financial Times đưa tin, ông Musk đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 2.000 tỷ USD chi tiêu ngân sách chính phủ và loại bỏ các quy định mà ông cho là kìm hãm sự đổi mới. Thay vì trực tiếp quản lý các hoạt động của chính phủ, ông có kế hoạch bổ nhiệm các đại biểu lâu năm, các chuyên gia kỹ thuật và các đối tác về tư tưởng tại cơ quan chủ chốt. Các nhân vật chủ chốt đang được xem xét cho các vai trò trong chính phủ, bao gồm ông Steve Davis, người thực hiện sa thải hàng loạt tại X và ông Asha, người được mô tả là lính cứu hỏa của tỷ phú Elon Musk, chuyên xử lý các thách thức trong quá trình chuyển đổi công ty. Tỷ phú Elon Musk cũng đã đề xuất các giám đốc điều hành của SpaceX cho các vị trí trong Bộ Quốc phòng, bao gồm cựu tướng không quân Terence O'Shaughnessy và giám đốc điều hành các vấn đề chính phủ Tom Hohes. Ông Musk đã bắt đầu tham gia nhiều hơn vào ngoại giao cấp cao sau khi ông đóng góp ít nhất 120 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump trong ngày bầu cử tỷ phú Musk cho biết ông không có kế hoạch ngừng lấn sân sang chính trị và siêu ủy ban hành động chính trị American PAC của ông sẽ tiếp tục hoạt động sau bầu cử và chuẩn bị cho bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng như bất kỳ cuộc bầu cử nào tỷ phú Elon Musk được cho là đã tham gia vào cuộc điện đàm của tổng thống đắc cử Donald Trump với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay với tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan khi các nguyên thủ quốc tế chúc mừng chiến thắng của ông Trump Ảnh hưởng của ông trùm công nghệ vượt ra ngoài vai trò truyền thống của chính phủ, nên tăng ích của ông đã trở thành công cụ phổ biến các thông điệp ủng hộ ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử. Trong khi các nhà đầu tư mạo hiểm David Sack và Jason Calacanis, những người thường xuyên dẫn chương trình Postcard Onion đang nỗ lực tìm kiếm các vai trò trong chính phủ. Không rõ liệu có phải trùng hợp hay không, nhưng tên viết tắt của bộ hiệu quả chính phủ Doji lại chính là tên tiền ảo mà tỷ phú Elon Musk ủng hộ. Có những nghi ngờ rằng sự ra đời của bộ hiệu quả chính phủ nằm trong kế hoạch quảng bá đồng tiền ảo này. Ngay sau thông báo của ông Trump về việc thành lập Doji, giá trị của tiền ảo Dogecoin tăng gần 20% lên 0,43 USD con. Đây là một trong những đồng tiền kỹ thuật số tăng mạnh nhất kể từ ngày bầu cử Mỹ, với mức tăng lên tới 153%. Tổng thống đắc cử Trump đến Nhà Trắng để bàn chuyển giao quyền lực Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump diễn ra ngày 13 tháng 11 tại Nhà Trắng. Theo thông tin từ văn phòng truyền thông Nhà Trắng, Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden tiếp đón Tổng thống đắc cử Donald Trump tại phòng bầu dục bên trong Nhà Trắng lúc 11 giờ ngày 13 tháng 11, 23 giờ Việt Nam. Ông Biden dự kiến thảo luận về vấn đề chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp kéo dài đầu tiên của họ kể từ cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống hồi tháng 6. Cuộc gặp diễn ra sau ngày bầu cử khoảng một tuần và khoảng hai tháng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Tuần trước, ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, Tổng thống Biden đã gọi điện chúc mừng và cam kết chuyển giao quyền lực suôn sẻ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết đất nước. Theo thông lệ, Tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ mời Tổng thống đắc cử tới Nhà Trắng sau cuộc bầu cử. Đệ nhất phu nhân sắp mãn nhiệm cũng gửi lời mời đến phu nhân của Tổng thống đắc cử. Hiện chưa rõ bà Melania Trump có đi cùng ông Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng hay không. Năm 2020, ông Trump đã phá lệ khi không mời Tổng thống đắc cử Joe Biden đến Nhà Trắng sau khi nỗ lực tái tranh cử của ông thất bại. Ông Trump cũng không giữ lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Ukraine rơi vào tuyệt vọng vì một bước đi của ông Biden sau chiến thắng của ông Trump. Việc chính quyền Tổng thống Joe Biden mong muốn có thời gian chuyển gói viện trợ được phân bổ cho Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức Nhà Trắng cho thấy, Tổng thống Mỹ hiện tại nhận thức được những vấn đề có thể nảy sinh sau khi một nguyên thủ quốc gia mới lên nắm quyền. Điều này đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Roman Kostenko tuyên bố trên kênh YouTube Radio NV. Tôi không thích những tín hiệu đang đến, theo nghĩa là Mỹ đang nhanh chóng quyết định chuyển giao cho chúng tôi một số tên lửa nhất định. Loại tên lửa này khá khó để đánh bại trước đây, cùng một tên lửa Patriot mà trước đây họ chần chừ, nhưng bây giờ họ đang cố gắng cho đi mọi thứ thật nhanh chóng, ông nói. Ông Kostenko bày tỏ lo ngại trước việc Nhà Trắng hiểu ý định của ông Trump nhằm thay đổi hoàn toàn chính sách của Mỹ trong việc phân bổ hỗ trợ quân sự cho Kiev. Và đây là những tín hiệu như thể chính quyền Biden hiểu rằng có thể có vấn đề. Một số động thái của ông Trump thậm chí sẽ không có lợi cho chính sách của Kiev, Kostanko tóm tắt. Trước đó, báo Politico đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm mọi cách để khẩn trương gửi cho Ukraine gói viện trợ cuối cùng trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo công bố, trong số tiền hỗ trợ còn lại cho Ukraine, 2,1 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho các đơn đặt hàng quốc phòng mới từ các nhà thầu Mỹ và 4,3 tỷ đô la Mỹ khác nhằm mục đích loại bỏ vũ khí hiện có khỏi kho. Đồng thời, ứng phẩm lưu ý rằng việc giao vũ khí thường mất hàng tháng. Vì vậy, nếu nhóm ông Biden công bố viện trợ mới trong tương lai gần, nó có thể không đến được đầy đủ ở Kiev trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho NATO cản trở việc giải quyết, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang đùa với lửa. Ngoại trưởng Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột không chỉ bằng việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực. Ông Trump quan tâm hai điểm trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky cố gắng thu hút sự quan tâm của ông Donald Trump khi trình bày kế hoạch chiến thắng vào tháng 9 trong một cuộc họp ở New York. Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin từ quan chức Ukraine và châu Âu cho biết, Ukraine đang điều chỉnh kế hoạch chiến thắng của mình đối với chính quyền sắp tới của ông Trump, nhấn mạnh vào các giao dịch kinh doanh tiềm năng, tiếp cận nguyên liệu thô và triển khai quân đội nhằm gây sự chú ý của ông Trump. Các nguồn tin cho biết, các đồng minh của Ukraine ở châu Âu và Mỹ, bao gồm các quan chức hàng đầu của đảng Cộng Hòa, đã đưa ra lời khuyên về cách tốt nhất để đưa ra các đề xuất khuyến khích hợp tác chặt chẽ với Kiev thay vì các nước viện trợ quan trọng cho nước này. Hai ý tưởng đã được vạch ra trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, những đề xuất này sau đó đã được trình lên ông Trump khi ông Zelensky gặp ông Trump ở New York vào tháng 9, ấn phẩm viết trích dẫn những người liên quan đến việc lập kế hoạch. tờ Financial Times lưu ý rằng một trong những ý tưởng là thay thế một phần lực lượng Mỹ đóng tại châu Âu bằng quân đội Ukraine sau khi xung đột kết thúc, giải pháp còn lại Lần đầu tiên được phát triển bởi thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham có liên quan đến việc phân chia các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của Ukraine với các đối tác phương Tây. Ông Trump quan tâm đến cả hai điểm, ấn phẩm trích dẫn lời của một người biết về nội dung cuộc họp. Vào ngày 18 tháng 10, ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng cho Ukraine tại Quốc hội Ukraine. Tài liệu bao gồm 5 điểm và 3 phụ lục bí mật, đặc biệt điểm đầu tiên ngụ ý lời mời Ukraine gia nhập NATO với tư cách thành viên tiếp theo. Điểm thứ hai, dỡ bỏ các hạn chế tấn công bằng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga. Điểm thứ ba là triển khai ở Ukraine một hệ thống phi hạt nhân toàn diện, ngăn chặn của Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch phụ thuộc vào các đối tác. EU và Trung Quốc chọn bắt tay để đối đầu đòn thuế từ ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ tăng thuế quan từ 60 đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với mức thuế quan chung từ 10 đến 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu khác tới Mỹ. Trung Quốc và Liên minh châu Âu nên giải quyết những bất đồng của họ và thành lập một mặt trận thống nhất chống lại một Donald Trump chiến thắng, cựu giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO nhận định. Đánh giá của ông Pascal Lamy, tổng giám đốc của tổ chức thương mại đa phương có trụ sở tại Geneva từ năm 2005 đến năm 2013, được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về tương lai của toàn cầu hóa gia tăng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn với SCMP cuối tuần trước, ông Lamy, hiện là giáo sư danh dự của trường kinh doanh quốc tế Trung Quốc Châu Âu, cho biết nhiệm kỳ tới của ông Trump sẽ đặt ra thách thức không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với EU và nhiều đối tác thương mại khác. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ tăng thuế quan từ 60 đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với mức thuế quan từ 10 đến 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu khác tới Mỹ. Sau khi phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc vào năm 2018, khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc đã bị đánh thuế nhằm kiềm chế thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ và động thái này đã gây ra hành động trả đũa từ Bắc Kinh cựu lãnh đạo wto khẳng định rằng bất kể washington làm gì thì sự tôn trọng đối với wto cũng sẽ thúc đẩy những nước khác duy trì hoạt động thương mại thế giới ông cho biết những gì trung quốc nên làm là trao đổi với các cường quốc thương mại lớn khác eu ấn độ nhật bản hàn quốc và thiết lập một lập trường chung chúng ta nên xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa bảo hộ của mỹ trong wto Chính sách thương mại của chính quyền Mỹ tiếp theo sẽ là yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Trung Quốc, vốn ghi nhận tốc độ tăng trưởng chững lại trong bối cảnh phải vật lộn với nhu cầu trong nước yếu, cuộc khủng hoảng kéo dài tại thị trường bất động sản, núi nợ của chính quyền địa phương và lòng tin của nhà đầu tư thấp. Bắc Kinh cũng bất động quan điểm với Brussels về thuế quan đối với xe điện EV do Trung Quốc sản xuất. Các biện pháp đối phó của họ, mặc dù có phạm vi khá hạn chế, đã không được các quan chức châu Âu chấp thuận tuy nhiên cựu lãnh đạo wto lami phản đối việc coi tranh chấp này là chiến tranh thương mại thay vào đó ông cho biết có sự khác biệt về đánh giá về mức độ trợ cấp ev của trung quốc đồng thời nói thêm rằng giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản đây là một bất đồng sẽ được wto giải quyết có một cơ chế trong wto để giải quyết vấn đề này thông qua tham vấn đàm phán hoặc kiện tụng nó chưa thể được coi là một chiến tranh thương mại ông lami cho biết sau cuộc họp tại Budapest hôm 8 tháng 11, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tái khẳng định trong một thông cáo rằng hệ thống đa phương vẫn là yếu tố thiết yếu khi khối này theo đuổi chính sách thương mại đầy tham vọng, mạnh mẽ, cởi mở và bền vững. Tôi nghĩ Trung Quốc đồng ý với điều đó, ông Lamy cho biết. Chính trị gia Kỳ Cụ này cũng cho biết, thương mại mất cân bằng của Trung Quốc là vấn đề kinh tế vĩ mô bắt nguồn từ mức tiêu dùng và phúc lợi xã hội không đầy đủ, trong đó tình trạng dư thừa năng lượng sản xuất chỉ là một biểu hiện, nguyên nhân thực sự là hệ thống kinh tế vĩ mô của Trung Quốc không đủ tiêu dùng và tiết kiệm quá mức, do đó năng lực sản xuất phải chuyển sang xuất khẩu, ông Lamy cho biết, nếu có năng lực sản xuất lớn và không đủ tiêu dùng trong nước thì bạn buộc phải ra nước ngoài để bán trên thị trường quốc tế với mức giá thấp hơn so với giá bán trên thị trường trong nước. Đây là vấn đề kinh tế vĩ mô, nhưng với chiều hướng thương mại, vấn đề này chắc chắn phải được giải quyết. Ông đề xuất Trung Quốc tái cân bằng nhanh hơn và xem xét kỹ hơn lý do tại sao các hộ gia đình tiết kiệm quá mức. Lý do là không đồng đều, phúc lợi hoặc bảo hiểm chung không đủ so với mức phát triển của Trung Quốc và đây là thách thức lớn nhất mà đất nước phải đối mặt. Đó là nhận định của tôi, ông nói. Ông Trump chọn ba nhân vật cứng rắn cho các vị trí quan trọng trong nội các mới. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo thêm 3 lựa chọn nhân sự quan trọng cho nội các mới là những nhân vật giàu kinh nghiệm và nổi tiếng trung thành với ông. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo chọn hạ nghị sĩ Mike Pence, cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Mỹ và là người có quan điểm cứng rắn về đối ngoại cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia theo hãng tin AFP. Ông Trump mô tả ông Quartz là một nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn quốc về an ninh quốc gia và một chuyên gia về các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga, Iran và chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Ông Walsh từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nên được cho là sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ông Trump trước hàng loạt thánh thức về chính sách đối ngoại, bao gồm các cuộc chiến ở Ukraine, Gaza và Liban. Theo AFP, hạ nghị sĩ Cộng hòa này từng công khai coi Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ. Ông Walsh cũng chỉ trích gây gắt chính phủ Nga, đồng thời lập luận rằng chính sách hiện tại của Mỹ nhằm thúc đẩy nỗ lực chiến đấu của Ukraine cần phải chấm dứt để tìm kiếm giải pháp đàm phán. Cùng ngày, ông Trump cho biết sẽ đề cử cựu thống đốc bang Arkansas, ông Mike Huckabee, làm đại sứ Mỹ tại Israel. Ông Mai đã là một công chức xuất sắc, thống đốc và lãnh đạo về mặt tôn giáo trong nhiều năm. Ông ấy yêu Israel và người dân Israel, và người dân Israel cũng yêu mến ông ấy. Ông Mai sẽ làm việc không mệt mỏi để mang lại hòa bình ở Trung Đông, theo thông báo của ông Trump. Ông Trump cũng chọn thống đốc bang sâu Dakota, Kristi Noem làm bộ trưởng an ninh nội địa. Đài CNN dẫn lời hai người nắm rõ thông tin cho hay, theo CNN, bà Noem là đồng minh trung thành của ông Trump và là người giữ lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư. Việc đề cử bà Noem là dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của ông Trump trong lời hứa sẽ trấn áp nhập cư. Trước đó, tổng thống đắc cử Mỹ đã đưa ra những gương mặt đầu tiên trong nội các mới gồm hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik cho vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cựu hạ nghị sĩ C. Zeldin làm giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EBA, bà Susie Wells, quản lý chiến dịch tranh cử của ông làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông Trump chọn chiến binh không biết sợ hãi làm giám đốc CIA. Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo ông chọn John Fratlip làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Tôi mong ông John sẽ trở thành người đầu tiên phục vụ ở các hai vị trí tình báo cao nhất của đất nước chúng ta. Ông ấy sẽ là một chiến binh không biết sợ hãi vì quyền hiến định của tất cả người Mỹ, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia ở mức độ cao nhất và hòa bình thông qua sức mạnh, tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố hôm 12 tháng 11. Theo một số nguồn tin, ông John Radcliffe từng đứng đầu danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng trưởng lý. Hiện tại, ông là đồng chủ tịch Trung tâm An ninh Mỹ, thuộc Viện chính sách nước Mỹ trên hết. Một nhóm nghiên cứu có liên hệ với ông Trump Ông Radcliffe, một nhân vật bảo thủ từ Texas, đã giữ chức giám đốc tình báo quốc gia từ năm 2020 đến năm 2021 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống đắc cử Trump. Cựu luật sư Radcliffe, 59 tuổi, lần đầu tiên giành được sự tin tưởng của ông Trump trong thời gian ông còn ở Quốc hội Mỹ, với tư cách là một trong những người chỉ trích mạnh nhất của cố vấn đặc biệt Robert Mueller và báo cáo của ông về nỗ lực gây ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Gần đây hơn, ông Ratcliffe đã giúp đội ngũ chuyển giao của Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Trump Vance xây dựng nhóm an ninh quốc gia, nếu được phê chuẩn là người đứng đầu cơ quan tình báo quyền lực nhất của Mỹ. Nhiệm vụ của ông Ratcliffe sẽ bao gồm việc theo dõi phân tích các mối đe dọa từ nước ngoài của CIA, điều hành các hoạt động tình báo nhạy cảm ở nước ngoài và giám sát các chiến dịch hành động bí mật. Ông cũng sẽ là một trong số ít những người được bổ nhiệm với nhiệm vụ cải tổ một nhóm cơ quan tình báo khác nhau mà ông Trump và các đồng minh cáo buộc là có khuynh hướng thiên tả cố vấn nhà trắng. Ngoài vị trí giám đốc CIA, tổng thống đắc cử Trump cũng thông báo ông đã chọn ông Bill McKenley làm cố vấn nhà trắng. Bill là một luật sư thông minh và kiên trì, người sẽ giúp tôi thúc đẩy chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của chúng ta, trong khi đấu tranh cho sự toàn vẹn của cuộc bầu cử và chống lại việc sử dụng vũ khí của cơ quan thực thi pháp luật. Ông Trump cho biết trong một tuyên bố Ông MC Kinley trước đây từng là thư ký nội các Nhà Trắng trong nửa nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và từng là cố vấn của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa về sự toàn vẹn của cuộc bầu cử trong cuộc bầu cử năm nay. Ông là một luật sư chính trị lâu năm nổi tiếng, trước đây từng là đối tác tại hai công ty luật quyền lực nhất tại Washington, DC Ông cũng từng làm luật sư cho đảng Cộng Hòa trong nhiều năm. Việc ông Trump chọn ông MC Kinley làm cố vấn Nhà Trắng đưa ông ngang hàng với các cố vấn Nhà Trắng trước đây. Những người thường có nhiều kinh nghiệm làm việc với các chiến dịch chính trị lớn, đồng thời cũng có kinh nghiệm làm việc tư nhân tại các tổ chức lớn. Biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ sau chiến thắng của ông Trump. Người biểu tình đã đổ súng đường ở các thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo báo Guardian của Anh, hàng nghìn người ở các thành phố lớn của Mỹ, trong đó có New York và Seattle, đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự thất vọng về việc ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đắc cử tổng thống. Người biểu tình phản đối các chính sách mà ông Trump cam kết sẽ thực hiện khi trở lại Nhà Trắng, bao gồm các chính sách về quyền sinh sản và trục xuất hàng loạt người nhập cư. Tại thành phố New York, vào ngày 9 tháng 11, người biểu tình từ các nhóm vận động bảo vệ quyền của người lao động và công lý cho người nhập cư đã tụ tập bên ngoài khách sạn và tòa nhà Trump International trên đại lộ số 5. Họ cầm những tấm biển có dòng chữ Chúng tôi bảo vệ chính mình và thưa tổng thống, phụ nữ phải chờ đợi tự do bao lâu nữa? Những người khác cầm những tấm biển có dòng chữ: Chúng tôi sẽ không lùi bước, trong khi hô vang: Chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ không rời đi. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại thủ đô Washington DC, nơi các thành viên của tổ chức Women's March biểu tình bên ngoài Harriet's Foundation, tổ chức tư vấn cánh hữu đứng sau dự án 2025. Những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy những người biểu tình cầm những tấm biển có dòng chữ Phụ nữ hành xử đúng đắn không làm nên lịch sử và bạn không bao giờ cô đơn. Những người biểu tình cũng hô vang, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng và cầm những tấm biển khác có dòng chữ, tự do của tôi ở đâu khi tôi không có lựa chọn. Đám đông biểu tình cũng tụ tập bên ngoài tòa tháp Spain Nido của Seattle vào ngày 9 tháng 11. Các biểu ngữ có dòng chữ, diễu hành và tuần hành để phản đối Donald Trump và cố máy chiến tranh hai đảng, xây dựng phong trào của người dân và chống lại chiến tranh, đàn áp và diệt chủng. Phát biểu trước đám đông người biểu tình, một số người mặc áo mưa trong khi những người khác đội khăn để thể hiện sự đoàn kết của người Palestine trong bối cảnh cuộc chiến của Israel đang diễn ra tại giải Gaza. Một người biểu tình cho biết, bất kỳ tổng thống nào lên nắm quyền cũng đều khiến người lao động thất vọng. Trước đó vào ngày 8 tháng 11, đám đông cũng đã tụ tập bên ngoài tòa thị chính tại Portland, Oregon trong một cuộc biểu tình tương tự phản đối ông Trump. Những biểu ngữ do những người biểu tình mang theo bao gồm các thông điệp có nội dung chống chủ nghĩa phát xít và biến nỗi sợ hãi thành chiến đấu. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi đã đấu tranh trong nhiều năm cho các vấn đề y tế, nhà ở và giáo dục. Dù là ông Trump hay ông Biden trước đây, chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó và chúng tôi muốn thúc đẩy để thực hiện hóa các mục tiêu đó. Cody Auburn, Chủ tịch chi nhánh Mỹ của Liên đoàn Đấu tranh Nhân dân Quốc tế cho biết, hàng chục người biểu tình tại Pittsburgh, Pennsylvania đã tập trung tại công viên Point Start để phản đối chiến thắng của ông Trump. Mọi người cầm biểu ngữ có nội dung, chúng tôi sẽ không quay lại và Cơ thể tôi, sự lựa chọn của tôi. Nga đe dọa các nước quan hệ ngoại giao với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cảnh báo Washington không nên tiếp tục khai thác tài sản của Nga hoặc thực hiện các bước làm leo thang xung đột Ukraine. Moscow có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington nếu Washington vẫn tiếp tục chính sách thù địch với Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Investia được công bố vào ngày 9 tháng 11. Nhà ngoại giao này cho biết bất kỳ bước đi nào của Mỹ có thể làm leo thang xung đột Ukraine đều có thể biện minh cho việc cắt đứt quan hệ. Tháng 6 năm ngoái, ông Ryakov đã cảnh báo rằng lập trường ngày càng cứng rắn của Washington đối với Nga khiến mọi liên lạc ngoại giao trở nên bất khả thi. Khi được yêu cầu làm rõ lập trường này, ông nói với Ivetia rằng mặc dù không có kịch bản nào khiến Nga tự động cắt đứt quan hệ với phương Tây, nhưng lựa chọn này chắc chắn nằm trong tầm ngắm. Chúng tôi không bao giờ thực hiện các bước leo thang như thế này mà không có sự kiêu khích. Nhưng tôi thừa nhận khả năng xảy ra hành động này nếu trong nỗ lực gây áp lực lên chúng tôi, phương Tây vứt bỏ những mảnh vụn cuối cùng của sự đàng hoàng, ông tuyên bố. Khi được hỏi những hành động nào của Mỹ có thể khiến Nga hạ cấp quan hệ hơn nữa, ông đã đề cập đến những nỗ lực của Mỹ nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, cũng như hành động leo thang mạnh mẽ và tiếp tục dẫn đến tình hình tồi tệ hơn trên đường tiếp xúc ở Ukraine. Ryakov lưu ý rằng có một số âm mưu mà phương Tây tiếp tục thảo luận có thể làm leo thang xung đột. Ví dụ trong nhiều tháng, Kiev đã thúc đẩy Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm tấn công sâu bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Một số người trong nhóm phương Tây thảo luận các kế hoạch này với sự phấn khích, nhưng một số người lại làm điều đó với sự lo lắng nhất định, hiểu rằng tất cả những điều này có thể kết thúc như thế nào đối với họ ông ryakov tuyên bố ám chỉ rằng chừng nào các cuộc thảo luận này còn tiếp diễn thì mối đe dọa về sự rạn nứt ngoại giao giữa moscow và washington vẫn sẽ còn nhà ngoại giao lưu ý rằng hiện tại rất khó để dự đoán mối quan hệ mỹ nga sẽ diễn ra như thế nào khi xét đến việc ông donald trump thắng cử một số nhà phân tích đã dự đoán mối quan hệ sẽ tăng băng do những lời cam kết liên tục của ông trump sẽ chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ukraine Tuy nhiên, ông Ryakov cho biết, mặc dù những lời hứa và tín hiệu do ông Trump đưa ra là quan trọng, nhưng Moscow sẽ chờ đợi những hành động cụ thể của ông trước khi đưa ra đánh giá về chính sách của ông. Mối quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ xấu đi kể từ năm 2014, khi một cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn dẫn đến xung đột ở vùng Donbass trước đây của Crimea và việc Trump tái thống nhất với Nga, Washington và các đồng minh đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022, thời điểm phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga và cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho chế độ Kiev. Moscow đã nhiều lần chỉ trích chính sách trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và chỉ trích các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine, cảnh báo rằng tất cả những gì họ làm chỉ là kéo dài xung đột mà không thay đổi được kết quả. Thảm họa 1 tỷ đô la Mỹ, Quan chức đảng Dân Chủ nói lời cay đắng với bà Harris, ông Trump lên tiếng. Lindy Lee, một quan chức của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ, DNC, gọi nỗ lực tranh cử Nhà Trắng của Phó Tổng thống Kamala Harris là thảm họa 1 tỷ đô la sau khi bà thua Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Sự thật là đây chỉ là một thảm họa hoành tráng, đây là thảm họa 1 tỷ đô la. Bà Linda Lee, một thành viên của Ủy ban Tài chính Quốc gia DNC cho biết trong lần xuất hiện vào sáng thứ Bảy, 9 tháng 11 trên Fox and Friends Quicken. Họ nợ 20 triệu đô la hoặc 18 triệu đô la. Thật không thể tin được và tôi đã huy động được hàng triệu đô la. Tôi có những người bạn mà tôi phải chịu trách nhiệm và giải thích những gì đã xảy ra vì tôi đã nói với họ rằng đó là một cuộc đua có biên độ sai số. Bà nói thêm. Nhà chiến lược này cho biết, Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O'Malley Dillon, đã hứa với tất cả chúng tôi rằng bà Harris sẽ thắng. Bà ấy thậm chí còn tung ra các video nói rằng Harris sẽ thắng. Ly nói vào thứ Bảy, tôi tin bà ấy, các nhà tài trợ của tôi tin bà ấy, và vì vậy họ đã viết những tấm xét lớn. Tôi chỉ cảm thấy rằng rất nhiều người trong chúng ta đã bị lừa dối. Sau chiến thắng vang dội của ông Trump trong cuộc chạy đua hôm thứ tư, đảng dân chủ đã bắt đầu xung đột về chiến lược mà họ triển khai và ai nên chịu trách nhiệm cho kết quả của cuộc bầu cử. Một số người cho rằng đảng đã không chuyển sang cánh tả đủ để hài lòng cử tri cơ sở, trong khi những người trung dung cho rằng đảng đã chuyển quá xa sang cánh tả và khiến những người ủng hộ ôn hòa hơn ở các bang dao động sợ hãi. Bà Harris đã thua ở cả 7 bang chiến trường một số người trong đảng cho rằng đảng dân chủ nên khởi động lại và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc truyền tải thông điệp và đánh giá tốt hơn nhiệt độ của cử tri bà lee cho biết ngay cả vào đêm diễn ra cuộc bầu cử bà đã nghe đảng dân chủ bày tỏ sự tin tưởng vào hy vọng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của bà harris điều mà bản thân bà lee cũng không hiểu hết bà cho biết tôi đã hỏi họ các ông có biết những con số nội bộ mà tôi không thấy không vì tôi không nghiên cứu vấn đề này rất kỹ và tôi không thấy bất kỳ cơ sở nào cho mức độ tin tưởng đó. Ông Trump lên tiếng chế giễu. Theo phóng viên Christopher Cadellago của Politico, chiến dịch Harris Wars được cho là đang nợ 20 triệu đô la sau khi họ đã huy động được hơn 1 tỷ đô la và có 118 triệu đô la trong ngân hàng tính đến ngày 16 tháng 10. Hôm 9 tháng 11, nhắc tới điều này, Tổng thống đắc cử đã chế giễu đảng Dân Chủ. Ông Trump nói rằng mọi người nên chung tay và cứu trợ chiến dịch của Phó Tổng thống. Tôi rất ngạc nhiên khi đảng Dân Chủ, những người đã chiến đấu hết mình và dũng cảm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, huy động được số tiền kỷ lục, lại không còn nhiều tiền nữa. Ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Trust của mình bây giờ họ đang bị các nhà cung cấp và những người khác chèn ép bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giúp họ trong giai đoạn khó khăn này tôi thực sự khuyên chúng ta với tư cách là một đảng và vì sự đoàn kết vô cùng cần thiết hãy làm chúng ta còn rất nhiều tiền vì tài sản lớn nhất của chúng ta trong chiến dịch là truyền thông kiếm được và điều đó không tốn kém lắm làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại truyền thông kiếm được về cơ bản là việc đưa tin miễn phí của truyền thông mà Trump cho biết ông đã nhận được rất nhiều trong suốt chiến dịch lịch sử của mình. Truyền thông kiếm được của Trump xuất hiện dưới dạng các bài đăng trên mạng xã hội lan truyền, thực hiện các cuộc phỏng vấn miễn phí và tổ chức hàng chục cuộc mít tinh, tạo ra các câu chuyện tin tức và tiêu đề của riêng họ. Người ta đang đặt câu hỏi tại sao chiến dịch Harris-Walls có thể chi nhiều tiền như vậy nhưng lại phải chịu thất bại thảm hại trước cựu tổng thống người đã giành chiến thắng áp đảo ở tất cả các bang chiến trường cũng như số phiếu phổ thông. Fox News Digital đã liên hệ với chiến dịch Harris Bonds để xác nhận con số 20 triệu đô la nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Tờ Washington Examiner đã công bố một báo cáo vào thứ Sáu với thông tin chi tiết về cách chiến dịch Harris chi 1 tỷ đô la, trong đó có một khoản chi cụ thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Tờ Examiner viết rằng, chiến dịch Harris đã chi 6 con số để xây dựng bối cảnh cho sự xuất hiện của bà trên podcast nổi tiếng Horn Her với người dẫn chương trình Alex Cooper. Cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 10 và được cho là được quay trong một phòng khách sạn ở Washington, DC. Tuy nhiên, tập phim vẫn chưa đạt được 1 triệu lượt xem, tập phim đã có 822.000 lượt xem kể từ khi được tải lên vào ngày 6 tháng 10. So với lần xuất hiện của Trump trên Rogan vào ngày 25 tháng 10 có hơn 47 triệu lượt xem trên YouTube. Ông Trump trước ngưỡng cửa toàn thắng trên ba mặt trận. Với việc trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đang trên đường giành chiến thắng trên cả ba mặt trận, đánh dấu việc Đảng Cộng hòa sắp có một chính phủ thống nhất tại Nhà Trắng, thượng viện và hạ viện. Sự trở lại đầy ngoạn mục, ông Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trước Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump không chỉ giành được số phiếu đại cử tri nhiều hơn đối thủ, mà còn giành chiến thắng tuyệt đối tại bảy bang chiến trường gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Về số phiếu phổ thông, ông Trump cũng nhận được số phiếu nhiều hơn bà Harris. Đây là lần đầu tiên trong ba cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Các nhà phân tích chính trị đánh giá, đây là một sự trở lại phi thường của một cựu tổng thống đã từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng 4 năm trước, bị đổ lỗi là đã kích động cuộc nổi loạn bạo lực tại Điện Capitol. Bị luận tội hai lần, bị kết án 34 lần và đã sống sót diệu kỳ sau hai vụ ám sát trong khi vận động tranh cử hồi tháng 7 và tháng 9. Dự kiến, đại cử tri đoàn của các bang sẽ tiến hành họp vào ngày 17 tháng 12 để bỏ phiếu chính thức bầu ông Donald Trump làm tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Kết quả bỏ phiếu đại cử tri sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 và ông Trump tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên sau hơn 130 năm phục vụ các nhiệm kỳ không liên tiếp. Ở tuổi 78, ông Trump cũng sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất từ trước đến nay của nước Mỹ, bước sang tuổi 82 khi kết thúc nhiệm kỳ. Chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 giờ đây trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí bền bỉ, sự quyết tâm, biệt tài truyền thông và thu phục lòng người. Đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện Đảng Cộng Hòa đã giành quyền kiểm soát Thượng viện sau khi lật ngược các ghế ở bang Montana, Ohio và Tây Virginia, đồng thời ngăn chặn những thách thức cạnh tranh bất ngờ ở các bang Florida, Nebraska và Texas. Hiện ông Trump đã thành lập một nhóm tiếp quản quyền lực để bắt đầu tiến trình chuyển giao kéo dài 75 ngày. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của ông trước khi tuyên thệ nhậm chức là bổ nhiệm mới khoảng 4.000 vị trí nhân viên chính phủ trong chính quyền mới, trong đó có những vị trí quan trọng như ngoại trưởng, các thành viên nội các, khoảng 1.200 vị trí đề cử của Tổng thống sẽ cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Do đó, việc đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện là vô cùng quan trọng, giúp ông Trump có thể lựa chọn nội các theo ý mình và thực hiện chương trình nghị sự lập pháp của mình. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump là một bản xem trước cho những gì sắp diễn ra trên chính trường Mỹ trong thời gian tới khi Tổng thống là người của đảng Cộng hòa và đảng này kiểm soát Thượng viện. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã có thể thăng chức cho các thẩm phán của mình một cách nhanh chóng, thậm chí không phải chịu nhiều phản ứng dữ dội, hoặc trách nhiệm giải trình về lời lẽ hay quyết định chính sách trong suốt nhiệm kỳ, bao gồm việc đóng cửa chính phủ để gây quỹ xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ Mexico. Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế tại Hạ viện, quyền kiểm soát tại Hạ viện vẫn chưa ngã ngủ do việc kiểm phiếu tại một số cuộc đua có thể mất nhiều ngày. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ Viện trở thành cuộc chiến ở từng tiểu bang phần lớn diễn ra xa cuộc đua dành chức Tổng thống. Hiện cuộc đua Hạ Viện đang tập trung ở New York và California, nơi đảng Dân Chủ đang cố gắng giành lại một số trong số 10 ghế mà đảng Cộng Hòa đã giành được những bước tiến đáng ngạc nhiên trong những năm gần đây. Trong khi đó, các cuộc đua khác vào Hạ Viện diễn ra rải rác khắp cả nước với một số cuộc đua gây tranh cãi nhất ở Maine, chấm xanh xung quanh Omaha, Nebraska và Alaska. Với ít nhất 200 ghế an toàn cho mỗi đảng, phe chiến thắng có thể sẽ giành được đa số phiếu xích sao, từ đó có thể khiến việc điều hành trở nên khó khăn. Điều này đã được chứng minh trong 2 năm qua khi cuộc đấu đá nội bộ của đảng Cộng Hòa dẫn đến thất bại trong việc bỏ phiếu và bất ổn trong ban lãnh đạo, đồng thời làm suy yếu nỗ lực của đảng trong việc cắt giảm chi tiêu và thắt chặt việc nhập cư. Để có thể giành quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Dân Chủ cần phải giành được 4 ghế từ đảng Cộng Hòa, trong khi vẫn giữ được tất cả các ghế của mình, một nhiệm vụ khó khăn đặc biệt là ở các khu vực nơi ông Trump đã giành chiến thắng. Nếu đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện, đây sẽ là lần đầu tiên cả hai viện của Quốc hội Mỹ đều chuyển giao quyền kiểm soát cho các đảng phái chính trị đối lập. Nếu đảng Cộng Hòa kiểm soát tiếp cả Hạ Viện, đảng Cộng Hòa sẽ có vị thế thuận lợi để thúc đẩy các chương trình nghị sự của ông Trump trong thời gian tới, bao gồm lời hứa cắt giảm thuế và hạn chế nhập cư, ít nhất là trong hai năm tới cho đến khi cuộc bầu cử nhiệm kỳ Mỹ diễn ra vào năm 2026. Tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đua vào Hạ viện, Thượng viện mà đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế cũng có thể cho phép chính quyền Trump sắp tới theo đuổi các ưu tiên chính sách như bãi bỏ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng ACA và gia hạn các giảm thuế doanh nghiệp. Mặc dù cuộc đua vào Hạ viện vẫn chưa ngã ngủ nhưng ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa có cơ sở để nghĩ về một tương lai mà cả đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện. Khi đó, các chương trình nghị sự của chính quyền Donald Trump sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.